chào bà con. Hôm nay tôi có tài xế lái rồi. Đâm ra tôi quay phim. Hôm nay vợ chồng chúng tôi lại có chuyến đi bụi đời lang thang. Hôm nay chúng tôi tới cái chỗ của con sông Mississippi, nơi nó chảy qua rộng nhất của cái hồ có cái tên là Winnipeg Gorge, với cái chiều ngang của cái hồ đó là 11 dặm, tương đương trên 18 cây số quý vị. Thì hai vợ chồng tôi giờ bắt đầu đề ba từ nhà 5 giờ, giờ chúng tôi đang vừa mới ra khỏi nhà đây. Thì tôi nghĩ là chắc cỡ khoảng là 9 giờ hơn thì tới. Thì chúng tôi sẽ tới đó để quay những đoạn video, vì trời cũng đã lạnh rồi quý vị. Thì tôi nghĩ thôi được giờ nghỉ, thì đâm ra chúng tôi vẫn quyết định đi rồi để giải trí này, và rồi quay những món đồ ăn dân dã để mong quý vị theo dõi. Hồ Winnipeg Gorge có diện tích 67.000 acres, tương đương 270 km2. Hồ Winnipeg Gorge hoặc Big Winnie như nó thường được biết đến là hồ lớn thứ 5 ở Minnesota. Hồ Winnie có độ sâu trung bình là 15 feet và độ sâu tối đa là 78 feet. Nó được bao quanh bởi 141 dặm của đường bờ hoang sơ, danh lam thắng cảnh, một hỗn hợp của cây thông và rừng gỗ cứng cùng những ngọn đồi nhẹ nhàng lăn theo hồ. Hồ Winnipeg Gorge được tạo ra khi đập Lac Winnie được xây dựng trên sông Mississippi vào năm 1884. Hồ Winnipeg Gorge được sông Mississippi chảy qua giữa hồ, cũng giống như cá trò chơi phát triển mặn bên dưới bề mặt màu xanh lộng lẫy của hồ. Động vật hoang dã đã tràn ngập trên bờ biển của nó, gồm cáo, hươu, nai, vịt và gấu chỉ là một số loài động vật có chung môi trường sống, rừng quốc gia Chi Bế Huệ. Xung quanh hồ Winnie, rừng là thiên đường của một người yêu thiên nhiên, cung cấp nhiều cơ hội cho những người đi bộ đường dài, nhiếp ẩn gia và những người theo chủ nghĩa tự nhiên. Lac Winnie cũng là nơi tổ chức một trại sản xuất giống cá qua lại. Sở Tài nguyên Minnesota khuyến khích mọi người đến thăm trại sản xuất giống và chứng kiến công việc của họ. Cái khúc này nó cũng gần cái thượng nguồn của con sông Mississippi này. Cá hồi nướng này mua trong Costco đó, cứ sẵn như này mà nướng thôi đó. Ok, có sẵn lò lửa luôn. Hôm nay có phạt đàng hoàng, hôm nay vô khu bạc kế bên sông Mississippi.
hạt dổi này, hạt dổi mắc khén này, của Tây Bắc này, từ Việt Nam cầm qua. Đấy, hôm nay là làm ướp thử đây. Thấy quảng cáo ngon quá. Đây hạt dổi mắc khén đây, của Tây Bắc Hoa Văn Food đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, hôm nay là thử coi nướng của nó có 8 đồng mấy thôi, 8 đồng 49 nè, 6 con mập lắm đó. Một vỉ nữa. Hay là mình mua bịch than, than củi, tôi mua bịch than củi. Thế thôi, mình làm cái dàn này mình tốn tiền gỗ có một lần thôi, mình có chuyện gì mình lấy ra mình gắn nháy mắt là xong cái dàn, cao thấp giảm độ cao dần dần đó. Mình không có nướng trực tiếp trên lửa, đâm ra chim con chim cút này nó cứ chín dần dần, chín hơi rồi nó sẽ giòn da luôn. Thằng nhìn đã không, đó là những cái xả ớt đó, xả ớt bằm rồi tỏi đó. Còn mắc khén nữa, mắc khén thì tôi cho vào trong tôi giã, tôi xay đúng như hướng dẫn của Hoa Văn Food. Thơm quý vị, tôi thử rồi, nó thơm lắm, giống mùi xá xị. Gắn quay mặt chim cút đi. Mập chưa? Đấy, 3 con. Để ăn tan đây ngon lắm. Nhậu biết cái có miếng bia mở chai bia mới có vỏ hớp nhỏ à, nguyên màu bia đẹp không? Thank you.
chim cút đây, vừa rẻ vừa ngon đây. Được nghỉ làm 2 ngày, cái đi giải trí, đi ra ngoài thành phố đời, tôi kêu bà ấy nghỉ làm luôn, cùng nhau đi chơi cho nó vui, tâm hồn. Chim nướng ngon quá trời. Và bây giờ, vlog này tôi xin tạm dừng nơi đây. Xin mời mọi người đón xem vlog tiếp về con sông Mississippi chảy qua thác San Antonio tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Xin mời mọi người theo dõi. Xin chào tạm biệt mọi người.